ngày mai, đại gia Diệp Bạch Dương hầu tòa. Đại gia Diệp Bạch Dương, 72 tuổi, bị đưa ra xét xử về cáo buộc dùng nhà đất đã thế chấp tại ngân hàng để hoán đổi cho thành phố, gây thiệt hại 186 tỷ đồng. Bà Dương Thị Bạch Diệp, tức đại gia Diệp Bạch Dương, giám đốc công ty Diệp Bạch Dương, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Ngày 16 tháng 11, bà bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu trong vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, số 185 Hai Bà Trưng, cùng quận 3, gây thiệt hại cho nhà nước. Liên quan đến vụ án, cựu phó chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Tài, Trần Nam Trang, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Vi Nhật Tảo, nguyên giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, cùng 6 bị cáo khác nguyên là lãnh đạo, cán bộ các sở ngành bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tòa đã nhiều lần lên lịch xét xử, song phải hoãn do thành phố liên tục thực hiện giãn cách phòng chống Covid-19. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 22/11. Hồi giữa tháng 3, trong hơn một tuần xét xử, phiên tòa liên tục diễn ra các tình huống kịch tính. Hôm đầu tiên, bà Diệp yêu cầu thay đổi cơ sở vì cho rằng người này không khách quan, nhưng tòa bác cho rằng không có cơ sở. Tiếp đó, đại gia bất động sản liên tục kêu oan, đập bàn gào khóc, phản đối những lời buộc tội. Bà Diệp và các luật sư cũng đưa ra nhiều tài liệu. Căn cứ bảo vệ quan điểm hợp đồng thế chấp nhà cho Aribank là giả mạo, hội đồng xét xử sau đó đã quyết định trả hồ sơ điều tra toàn diện vụ án do xuất hiện một số tình tiết mới. Hai tháng sau, kết luận điều tra bổ sung hoàn tất. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố bà Diệp và các bị cáo khác. Viện cho rằng, lời khai và chứng cứ bà Diệp đưa ra tại tòa không phải là tình tiết mới phát sinh. Trong suốt quá trình điều tra, bà đã khai về việc nhà 57 Cao Thắng không thế chấp cho bất kỳ hợp đồng tín dụng nào, các tài liệu ngân hàng đưa ra là giả. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu từ nhiều nguồn: Aribank thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phương Nam, nay là Sacombank, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch, Phòng công chứng số 1 để chứng minh hành vi lừa đảo là có căn cứ. Những tài liệu này phù hợp với nhau về diễn biến vụ án, kết quả điều tra, kết quả thẩm vấn công khai tại tòa. Cơ quan điều tra cũng đã giám định chữ ký của bị cáo Diệp trong hồ sơ thế chấp, hợp đồng tín dụng, các chứng từ và trưng cầu giám định tài sản theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. Viện Kiểm sát còn bổ sung 3 tài liệu cáo buộc bị cáo dùng tài sản đã thế chấp để lừa đảo. Theo viện, các tài liệu này đều do bà Diệp ký gửi Ban Nội chính Trung ương năm 2014 và Bộ Công an năm 2017, thể hiện căn nhà 57 Cao Thắng đang thế chấp cho Aribank chưa được giải chấp. Bà Diệp đã gian dối trong việc sử dụng căn nhà đã thế chấp cho Aribank để hoán đổi nhà 185 Hai Bà Trưng, trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ, tài sản nhà nước. Sau khi được hoán đổi và cấp giấy chủ quyền, bà Diệp tiếp tục mang đi thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỷ đồng. Việc này khiến nhà nước mất quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng, thiệt hại hơn 186 tỷ đồng. Về việc tòa yêu cầu làm rõ quá trình làm thủ tục hoán đổi nhà đất, bà Diệp có hay không nói với các nhân viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp với Aribank? Viện Kiểm sát cho rằng quá trình điều tra cũng như tại tòa, các cán bộ nhân viên của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều khai không biết và bà Diệp cũng thừa nhận không thông báo việc thế chấp này. Theo cáo trạng, năm 2008, biết Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh tại 185 Hai Bà, quận 3, thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, có nhu cầu xây dựng mới nhưng gặp khó khăn về kinh phí nên bà Diệp đã đề nghị với ông Vi Nhật Tảo, giám đốc, được hoán đổi trụ sở này với khu đất 57 Cao Thắng rộng 1.040m². Nữ đại gia đưa ra các phương án hấp dẫn có lợi cho cả hai bên như ngoài việc bù thêm phần thiếu so với giá thị trường, bà sẽ hỗ trợ xây dựng trung tâm có quy mô lớn, hiện đại hơn. Còn công ty của bà Diệp sẽ hợp nhất được khối mặt bằng 185 Hai Bà Trưng với các khu đất liền kề của bà để xây dựng khách sạn 5 sao. Là phó chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Thành Tài không được phân công quản lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước. Tuy nhiên,
Khi nghe ông Vi Nhật Tảo và bà Diệp trình bày về đề nghị hoán đổi, ông Tài đã đồng ý, bởi bà Diệp xây khách sạn 5 sao sẽ mang lại lợi ích cho thành phố. Do không thuộc lĩnh vực mình phụ trách, ông Tài báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và được chấp thuận. Ông Quân giao ông Tài trực tiếp chỉ đạo việc hoán đổi này. Ông Tài sau đó đã chấp thuận chủ trương và chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, quá trình hoán đổi, ông Tài và loạt lãnh đạo các sở ngành không chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của tài sản hoán đổi. Quá trình điều tra cũng như trong lần ra tòa trước đó, ông Tài và những người này đều thừa nhận sai phạm và cho rằng quá trình làm thủ tục hoán đổi nhà đất không biết và không được bà Diệp thông báo việc tài sản hoán đổi, khu đất 57 Cao Thắng, đã bị thế chấp,